Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện những video về hoạt động tâm ma. Ok, bắt đầu rồi các bạn ơi. Và như vậy team của mình đang ở khu vực số 4. Ở đây thì có một team khác, một bé đoàn thị, một ba đao và một bé năm độc các bạn ơi. Các loli của chúng ta rất là nguy hiểm. Như vậy mình sẽ ôm cái bé đoàn thị này lại. Này, lóc đoàn thị được rồi. Một cái thất thám nữa các bạn ơi. Như vậy là đoàn thị đã ăn thêm một cái thất thám. Đoàn thị đặt cái vòng rồi, như vậy đoàn thị đã ra đi. Và với việc tàn kiếm bên mình áp sát với năm độc thì năm độc đã lên quả trứng. Trong khi đó thì ba đao của đồng của đội bạn đã kết thúc được cạc võ đen bên mình. Phải nói là rất chi buồn cho bạn võ đen. Và tàn kiếm đã kết thúc được luôn ba đao rồi các bạn. Thì chỉ trong pha giao tranh đầu tiên, tàn kiếm bên mình đã có được 2 mạng và mình đã có được 1 mạng các bạn ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ ung dung farm quái kiếm tài nguyên và trang bị những cuốn bí kíp cho team của mình. Team của mình đang ở một khu vực rất là thuận lợi các bạn ơi, một khu vực có thương nhân. Phải nói cũng rất là nguy hiểm nếu như bị những team khác họ úp sang. Thì phải lâu nay thì mình cũng do công việc cũng hơi lu bu. Thì đó cũng rất là ít ra những cái video về những cái hoạt động tâm ma như thế này. Thì hôm nay có thời gian rảnh rỗi thì hy vọng là trận này sẽ đánh thật hay để cho các bạn xem giải trí. Mặc dù là team của mình chỉ còn 2 thành viên nhưng mà mình sẽ cố gắng các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ farm quái, mình sẽ farm quái để kiếm thêm tài nguyên và mua thêm đồ. Sau đó mình sẽ di chuyển sang các cái khu lân cận bên ngoài. Mình sẽ tránh ở trực tiếp tại khu thương nhân này. Rồi bây giờ mình sẽ mua một con ngựa, có gì mình sẽ cao chạy xa bay các bạn ơi. Đây có một võ đen đã di chuyển qua, anh võ đen vừa thấy mình đã di chuyển trở lại các bạn ạ. Nhưng rất xui cho anh võ đen là mình đã hút anh ấy và lóc anh ấy bay lên. Trong khi đó thì thằng kiếm mình đã áp sát lại võ đen. Võ đen đã quay trở lại và võ đen sẽ ra đi các bạn. Vâng, võ đen đã chết rồi, thằng kiếm mình đã di chuyển xuống ô số 5, mình sẽ chạy sang. Không, tàn kiếm đã quay trở lại rồi, khu số 5 hiện tại cũng đang trống luôn các bạn ạ. Và có một team từ khu số 3 di chuyển qua, một Minh Giáo và một Thiên Sơn các bạn ơi. Minh Giáo đang mất rất nhiều máu. Vâng, Thiên Sơn đã ăn một cái quần thể kim cang và đã đang bắn vào đồng đội của mình rất nhiều. Hiện tại mình đang mất hơn 50% cây máu rồi các bạn, do đó mình sẽ tránh giao tranh với cái anh Thiên Sơn này. Bây giờ thì mình sẽ hồi máu. Sẽ hồi máu thật nhanh và mua thêm những cuốn bí kíp còn lại. Sau đó mình sẽ rời khỏi cái khu thương nhân này các bạn ạ. Không thể nào ở lại đây lâu được nữa. Ok, khu số 5 hiện tại đang rất là trống luôn. Bây giờ thì chỉ còn vài giây nên ảo tượng. Rất may mắn là ảo tượng đã xuất hiện tại khu số 5 này. Tàn kiếm sẽ mở rương và cũng như là bảo kê cho mình để mình mở cái ảo tượng này các bạn ạ. Ảo tường đã vừa được mở một cách rất là an toàn. Có một con lôn các bạn ơi, rất nguy hiểm. Lóc anh con lôn này lên. Vâng, con lôn đã kịp thời chạy thoát các bạn ạ. Phải nói là trong tình huống vừa rồi rất là nguy hiểm. Nếu như một team ba úp sang thì có lẽ như là hai thành viên của mình sẽ rất là khó chịu cũng như là khó đối phó với team của đội bạn. Như vậy là team của mình đã nhẹ nhàng ăn sạch cao tượng tại khu số 5 này. Bây giờ thì mình sẽ farm quái để hồi máu các bạn ạ. Sau đó mình sẽ di chuyển ngược trở lại thương nhân để mình mua thêm một ít đồ cho team của mình. Rất trống luôn, thương nhân hiện tại đang rất trống các bạn ơi. Mình sẽ ưu tiên cho tàn kiếm mua trước và mình sẽ mở rương và cũng như là bảo kê cho anh tàn kiếm của mình. Sau đó tàn kiếm sẽ bảo kê ngược lại cho mình. Có một con lôn các bạn ạ. Một con lôn đã ăn được một cái quần thể kim cang rất nguy hiểm. Anh ấy đã cho mình một cái lóc. Nhưng mình đã kinh công được. Và con lôn đã không làm gì được hai thành viên của mình. Ok, mua thật nhanh những quyển bí kíp và chạy về khu số 5. Một cái bang từ khu dưới chạy lên. Anh cái bang đã bị lóc. Và như vậy là tàn kiếm đã kết thúc được anh cái bang rồi các bạn. Phải nói là xung quanh chúng ta toàn là địch. Bây giờ thì vòng 1 của trận tâm ma chỉ còn khoảng 1 phút thôi các bạn ơi. Và số đội hiện tại đang còn 19 đội. Phải nói rất là gây cấn.
Mình sẽ chờ hồi cái lốc và sau đó mình sẽ di chuyển sang những cái khu lân cận trong những giây phút còn lại của vòng 1 này. Mình nghĩ là mình sẽ di chuyển xuống khu phía dưới các bạn ạ. À, khu phía dưới hình như là khu 17. Tại vì lúc nãy có một cái bang chạy lên, mình nghĩ ở dưới này sẽ còn một vài thành viên nào đó treo ạc hoặc là đang đánh không đủ team các bạn. Vâng, rất trống. Sau khi check map thì mình đã thấy map rất an toàn và mình sẽ mở cái rừng ở đây. Ok, tiếp tục di chuyển sang 18. Đây, đang có một team. Như vậy là có một Nga Mi và một phái gì mình chưa thấy các bạn ạ. Một cái bang các bạn ơi. Như vậy là Nga Mi đang mất trắng máu rồi. Và tăng kiếm đã kết thúc được Nga Mi rồi các bạn. Trong khi anh cái bang đang lay hoay. Cái bang đã lên nội tại rồi. Anh ấy đã phản công trở lại các bạn. Tàn kiếm bên mình thấy mất rất nhiều máu, rất nguy hiểm cho tàn kiếm bên mình. Anh ấy vẫn quyết tâm lao vào cái bang. Vâng, cái bang rất may mắn đã thoát khỏi tử vong trong cái tình huống vừa rồi. Và với một pha giao tranh như thế thì tàn kiếm của bên mình mất rất nhiều máu. Phải nói một cuộc tấn công chịu lỗ khá nhiều các bạn, mặc dù bên team mình đã giết được một Nga Mi của đội bạn. Bây giờ thì đội bạn chỉ còn một cái bang và số lượng máu rất là mong manh. Có lẽ là vòng số 2 thì mình sẽ chọn một khu vực ngoài rìa để mình cho tàn kiếm bên mình hồi máu các bạn ạ. À, hiện tại thì tàn kiếm đã mất hơn 50% cây máu rồi. Như vậy là mình sẽ cho tàn kiếm bên mình sẽ về ô số 17. Đây có một côn lôn đang di chuyển các cái khu vực tại khu 17 này để check map. Mình sẽ khè cái anh côn lôn này để cho anh côn lôn này chạy không có ở đây các bạn ơi. Đây, rất nhiều côn lôn trong bản đồ tâm ma này. Rồi, sau khi check các map lân cận thì mình thấy con đường xuống khu số 17 này chỉ có từ ô số 5 thôi các bạn ạ. À, như vậy mình sẽ đứng tại ngay cái cửa này để mình sẽ bảo kê cho thành viên tàn kiếm bên mình hồi máu các bạn ạ. À, bắt đầu rồi. Và các bạn thấy là tàn kiếm hiện tại bên mình đang hồi máu rất nhanh, hiện tại đã được hơn 50% cây máu rồi. Và mình nghĩ chỉ hai lượt quái thôi các bạn là tàn kiếm bên mình đã hồi đầy số máu. Và lúc đó thì team của mình sẽ ngoi đầu ra những cái khu vực trung tâm để mình tìm kiếm những thành viên khác và mình thực hiện chiến thuật BK. Ok, mình sẽ mở cái rương này, sau đó mình sẽ di chuyển sang khu số 16 các bạn ạ. À, bên đó lúc nãy mình có do thám là đã thông được qua khu số 16 và ở trên thì không thông. Mình nghĩ là chắc chắn bên đó sẽ không có team nào. Nhưng mà đề phòng thì mình sẽ kêu gọi người anh em của mình di chuyển cùng. Rồi, khu số 16 đang rất trống. Có một cái tăng kháng thì mình sẽ ăn cái này. Mình sẽ chờ cho bạn tàn kiếm bên mình farm hết lượt quái tại khu số 16. Sau đó mình sẽ di chuyển qua khu số 17 và mình sẽ trở ra bên ngoài các bạn ạ. À, mình sẽ cố gắng tiếp cận thương nhân để mua thêm đồ. Ok đi nào, hy vọng là sẽ không có team. Tại vì vừa lũ đầu ra ngoài mà gặp team thì cũng vất vả lắm các bạn ạ. À, rồi đang rất trống, mình sẽ farm quái. Sẽ farm hết lượt quái tại khu số 5 này, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển. Hiện tại thì số đội trong tầng tâm ma của chúng ta chỉ còn 11 đội thôi các bạn, vừa rớt thêm một đội nữa. À, rất nhanh chóng và các team của chúng ta cũng úp nhau rất nhiều. Một cái quần thể kim cang các bạn ơi. Hy vọng là với cái quần này sẽ có một hai mạng của các team khác ra đi. Mình sẽ di chuyển sang khu số 6. Có team rồi các bạn, ba thành viên luôn, một tiêu dao, một cái bang và một phái gì trong kẹt thì mình không kịp nhìn thấy. Can tiêu dao đã rất nhanh chân và đã kinh công cao chạy xa bay về khu số 7 và để cho hai thành viên của mình phải ra đi. Ok, với một cái quần thể kim cang thì mình đã có được hai mạng. À, phải nói rất lời luôn các bạn. Một cục máu và mình sẽ để cho tàn kiếm của mình ăn cục máu này. Hiện tại thì tài nguyên của mình rất nhiều rồi, mình cần phải tiếp cận thương nhân các bạn ạ. Do đó mình sẽ
Di chuyển về khu số 1 và mình sẽ lên khu số 2. Ok, đợi thành viên của mình mở cái rương này đã các bạn ạ. Mình sẽ sau đó mình sẽ lên khu số 1. Ok, rương nổ luôn, rất là đen. Rồi, trống, tiếp tục di chuyển nào. Có team các bạn, một tiêu dao, một cái bang, một tầng kiếm. Như vậy là tiêu dao đã ra đi và tầng kiếm đã được lock lên. Trong khi đó cái bang đã chạy rất nhanh. Vâng, tầng kiếm đã bị khống chế. Vâng, tầng kiếm đã bị tầng kiếm bên mình giết các bạn ạ. Phải nói là thành viên tầng kiếm bên mình BK rất chuẩn, khống chế tầng kiếm bên kia một cách rất là chính xác và không để cho nãy chạy thoát. Và ảo tưởng cũng đã xuất hiện rồi. Như vậy là mình sẽ di chuyển khai sang khu số 3 các bạn ơi. Ôi, có giao tranh không được, mình sẽ rút trở lại các bạn ạ. Như vậy là thành viên bên mình vẫn còn ở tại khu số 3. Các bạn thấy là với việc không nghe được mic chỉ huy thì rất là bất lợi cho team của mình. Và team mình buộc lòng phải rút lui thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển về khu số 9 để mua thêm những quyển tăng bí kíp. Có một bé ba đao, ba đao đã xuống ngựa rồi. Vâng, trong tình huống vừa rồi rất là may mắn mình đã lóc được ba đao bay lên. Nhưng mà cũng đã ăn hết hai đao của anh ấy. Và tàn kiếm bên mình đã lao vào để hỗ trợ cho mình rất kịp thời để cho mình chạy thoát các bạn ạ. Nếu không thì ăn trọn combo của ba đao có thể là mình sẽ ra đi. Rồi, không còn gì để mua thì mình sẽ mua tất cả những ngọc để mình cường hóa cho ặc của mình thêm trâu các bạn ạ. Càng về sau thì các chiến đội của chúng ta đã tăng những mức lực chiến rất nhiều cũng như là đầy đủ bí kíp. Bây giờ team của mình sẽ di chuyển về ô số 8. Có giao tranh bên này các bạn. Mình thấy bóng dáng của một bé trường ca. Đã rất lâu rồi mình chưa thấy trường ca đi tâm ma. Và vừa rồi mình đã bán một vé nghỉ dưỡng giá rất là rẻ cho bạn trường ca ấy. Hy vọng là bạn sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng thật là êm ái. Rồi, như vậy trận tâm ma của chúng ta chỉ còn khoảng 1 phút 20 giây là kết thúc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở những cái rương cho đến cuối vòng này. Mình sẽ di chuyển sang những khu lân cận ở bên tay trái. Có vẻ như là có team nào đó đã mở những cái rương này rồi. Bên này có một đường môn. Mình đã lóc được đường môn bay lên rồi các bạn. Thêm một cái thất thám. Và đường môn đã lên nội tại rồi. Anh ấy đã bắn cái củ cung phi tinh vào mình rất nhiều. Và rất may là mình đã né được. Đường môn có chạy được hay không? Vâng, như vậy là cái hạt tăng kiếm bên mình đã kết thúc được cái bé đường môn bên kia. Đã giảm số đội trong tầng tâm ma này xuống chỉ còn 5 đội thôi các bạn. Bây giờ thì chỉ còn một lượt rương cuối cùng. Bây giờ team của mình sẽ chia ra để mở những cái rương trong cái lượt này. Ok. Ôi, có một bé gì vừa mới chạy xuống các bạn. Mình chưa kịp nhìn thấy phái. Rồi, tàng kiếm bên mình đang mất máu các bạn. Mình sẽ di chuyển lên để hỗ trợ cho tàng kiếm của mình. Rồi, tàng kiếm đã di chuyển xuống dưới A. Có một năm độc. Như vậy, cái ặc lúc nãy vừa chạy ngang mình đó là một bé năm độc. Và sau khi giao tranh với tàng kiếm năm độc đã mất rất nhiều máu. Và mình đã nhân cơ hội đó để kết thúc năm độc. Trong khi đó thì tàng kiếm bên mình đã di chuyển xuống ô số 22. Và đã bị một minh giáo ngạo thế úp cho tới tấp cho sắp mặt luôn các bạn. Xém tí nữa là tàng kiếm bên mình đã ra đi rồi. Phải nói là quá hên cho tàng kiếm của bên mình, vừa kịp thời nhảy sang thời gian giải lao. Như vậy là vòng số 2 của trận tâm ma cũng đã khép lại rồi các bạn. Team của mình vẫn giữ được quân số 2 thành viên và có một thành viên cũng mém ngẫm luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lựa một khu nào đó có nhiều quái và thật là trống vắng để cho bạn tàng kiếm bên mình chạy về hồi máu. Và mình sẽ chọn ô số 5 này để chuẩn bị cho vòng số 3 các bạn ạ. Mình sẽ đứng đây với cái quân hàm chí tôn 3 sao thì mình sẽ chắc chắn sẽ khè được những cái ặc đi lẻ. Rất may mắn là vừa rồi Võ Đan đã không thấy tàng kiếm bên mình chạy về. Ok, bây giờ mình sẽ kêu gọi anh tàng kiếm núp vào cái góc ở bên trong để không cho ai thấy các bạn ạ. Tại vì các bạn bị mất máu mà bị người khác thấy thì họ sẽ rất là thèm thuồng các bạn.
họ sẽ lăm le sang để kết thúc bạn kiếm thêm tài nguyên. Rồi khu số 6 và khu số 4 cũng rất là trống, như vậy tàn kiếm bên mình sẽ ung dung hồi máu. Đây các bạn thấy tàn kiếm tăng máu rất nhanh các bạn. Khi mà các bạn lên được quân hàm ý thiên thì tàn kiếm tăng máu rất nhanh, đã được 50% cây máu rồi. Mình nghĩ là chỉ một lượt quái nữa thôi thì tàn kiếm bên mình sẽ hồi đầy cây máu. Mình sẽ cố gắng canh hai cái cổng này để bảo kê cho bạn tàn kiếm bên mình. Rồi, mình sẽ di chuyển sang 6 các bạn ạ. Bên này đang rất trống và có một cái rương. Mình sẽ cố gắng mở cái rương thật nhanh, chỉ còn vài giây nữa là rương sẽ biến mất. Ok, lại có rương rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở tiếp cái rương này. Sau đó mình sẽ di chuyển sang bên 7 các bạn ơi. Bên 7 đang có người các bạn. Một Minh Giáo, đây là cái bé Minh Giáo lúc nãy đã xém tí nữa cướp đi mạng sống của thành viên bên mình, và mình đã trả thù được cho bạn tàn kiếm bên mình rồi. Ok, số đội trong tận tâm ma của chúng ta chỉ còn 4 đội thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển lên ô số 8. Rất trống luôn các bạn. Hãy chờ mình hồi kêu nào, mình chỉ còn vài giây nữa. Rồi, một đồng thị, à không, một thiên sơn các bạn ạ. À. Như vậy thiên sơn đang cố chạy về khu số 1. Và rất nhanh chóng là tàn kiếm mình đã kết thúc được thiên sơn. Phải nói là mình vừa tung một cái lock cực kỳ phí luôn các bạn ơi. Thiên sơn đã chết với tài của tàn kiếm trước khi mình tung cái lock. Ở đây mình thấy có một cái quần thể kim cang, và bây giờ mình sẽ nhường cho tàn kiếm bên mình ăn cái quần thể này. Và sẽ di chuyển dọc lên khu số 9, sau đó sẽ di chuyển sang khu số 2 và khu số 3. Hy vọng là sẽ tìm được một chiến đội nào đó tại những khu này. Rất trống các bạn ạ, à. Như vậy những đội còn lại họ đang ở đâu? Mình rất là thắc mắc đây. Ok, mua tí đồ tăng lực chiến đã. Và số đội trong trận tâm ma hiện tại chỉ còn 3 đội thôi các bạn. Số đội đã giảm đi rất nhiều trong vòng số 3 này. Như vậy là ảo tưởng sắp ra rồi. Bên này đang có một cái quần thể kim cang, và mình thấy là tàn kiếm bên mình đã ăn rồi các bạn. Ảo tưởng hiện tại đang xuất hiện tại khu số 9. Mình sẽ chạy về để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Ok, anh cái bang hụt rồi các bạn là kịp thời chạy về khu số 2. Có thể đây là một ặc cái bang đi lẻ, một ặc cái bang cũng có thể là cái ặc mình đã giao tranh tại khu số 6 đúng không nhỉ? Mình nhớ không lầm. Ủa, mình chỉ đoán chơi như vậy thôi nha các bạn đừng có tin là thật. Nói chung là trong tâm ma này các bạn xác định được ặc nào thuộc team nào thì nó sẽ dễ đánh cho các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chạy về khu số 6, mình sẽ di chuyển sang cái ảo tượng tại bên khu số 5 các bạn ơi. Bên này vừa mới mở ảo tượng xong, mình nghĩ chắc vẫn còn đang mở rương. Đúng như vậy các bạn, có một vỏ đan ở bên này. Hút anh vỏ đan lại và đã lóc được vỏ đan rồi các bạn. Như vậy vỏ đan có chạy thoát hay không? Và như vậy là vỏ đan đã ra đi, vỏ đan đã bị mình kết thúc. Anh ấy đã để lại hai cái rương cho mình. Và cái bang đã ăn cái quần thể kim cang và đang tấp mình các bạn, rất nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Lại là cái bàn tại ở khu số 9 lúc nãy đây. Chắc chắn là như vậy rồi. Trong khi đó cái bàn sau khi hết quần thể kim cang đã bị tàn kiếm bên mình rượt tới tấp luôn các bạn. Phải nói là chia buồn cho cái bàn khi bị một phái kỵ hệ của mình rượt sấp mặt. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng hồi máu thật nhanh và đi tìm cái anh cái bàn này. Tại vì chỉ còn đúng một cái bàn này trong bản đồ tâm ma mình xác định như vậy các bạn. Hiện tại chỉ còn hai đội thôi, mình và anh ấy. Ồ, anh ấy đã quay trở lại rồi các bạn. Rất liều lĩnh luôn. Có kết thúc được cái bang hay không?
Rồi một cái thất thám vào quái rất là tầm 7 luôn các bạn ơi. Có vẻ như là lắc rồi, các bạn đã cao chạy xa bay rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hồi một tí máu và sau đó mình sẽ cố gắng đi tìm cái anh cái bàn này. Cái bàn rất liều lĩnh khi up team mình đến 2 lần. Đồng đội của mình đã có một cái quần thể kim cang rồi. Đấy một cái quần thể nữa các bạn. Phải nói là vòng số 3 này quần thể kim cang bán rất là rẻ, đi đâu cũng thấy quần. Rồi mình đã thấy cái bàn rồi các bạn. Cái bàn hiện tại chạy xuống khu số 8 và đã về khu số 1 rồi. Rồi đã mất dấu cái bàn. Chạy rất lẹ luôn các bạn ơi. Mình thấy đồng đội của mình đã tuột máu rồi tại khu số 1. Số 1, số 1. Đã về khu số 9 rồi các bạn. Mình đã chạy nhầm xuống khu số 7 rồi. Đừng chết nha thằng kiếm ơi. Ôi, nói chung là hồi hộp quá và đã chạy loạn các bạn ạ. À. Như vậy thằng kiếm bên mình đã bảo toàn được tính mạng trong những cái pha giao tranh với cái bang vừa rồi. Và vòng số 3 cũng đã kết thúc như vậy. Mình phải chờ đến vòng cuối cùng thì mới có thể kết thúc được trận tâm ma này rồi các bạn. Sẽ hơi lâu một tí. Nhưng mà chắc chắn chiến thắng đã thuộc về tài của mình. Hiện tại mình thấy cái bang chỉ ở quân hàm Chí Tôn. Và không biết anh ấy có kịp thời up lên quân hàm Võ Thánh hay không. Rồi như vậy là cái bang chỉ dừng lại ở quân hàm Chí Tôn thôi các bạn. Trong những phút rượt đuổi cuối cùng thì anh cái bang đã không kịp tăng lực chiến cũng như là không kịp hồi máu các bạn ơi. Bây giờ thì cơ hội cho cái bang chiến thắng là rất mong manh. Phải nói cái bang phải cần có khoảng ít nhất là 3 đến 4 cái quần thể kim cang tại khu số 1 của vòng cuối này thì mới có thể chiến thắng được team của mình. Phải nói rất khó cho cái bang các bạn ạ. À. Cái bang đã bật tuyết điệp rồi các bạn, trong khi mưa chưa mở chiến đấu. Chiến đấu rồi, hút anh cái bang lại và lock cái bang lên. Mình sẽ cho một cái thất thám đó các bạn. Không chết được cái bang. Rất trâu các bạn ơi, như vậy. Và cuối cùng cái bang cũng đã ra đi. Ok, trận tâm ma cũng đã khép lại rồi các bạn ơi. Mình đã giết được 9 mạng. Trong khi đó anh tàng kỹ bên mình đã clear được 11 mạng luôn các bạn. Quá dữ. Rồi, trận tâm ma của mình đến đây là hết. Nếu cảm thấy video hay, các bạn hãy cho mình một like, một share và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.